điện thoại thế mà. Có người yêu chưa? À, cô cũng có nhiều người dễ giới thiệu đó. Cái em với con chị ta với con kia cười quá trời. Kêu em có con trai 8 tuổi thôi, cứ
actually, no. Cannot. Đúng chồng chồng cái gì không? Mai trẻ chi mẹ 35, 34 nhưng mà cô không biết tuổi mẹ, cô dạy nhưng mà cô không biết tuổi mẹ, cô đâu có hỏi tuổi mẹ đâu. Thì sau khi mà cô hỏi mẹ có bạn trai chưa thì lúc đó mẹ nói mẹ có con 8 tuổi rồi thì cô mới ngạc nhiên mà cô hỏi là ủa chứ mi bao nhiêu tuổi rồi? Cái mẹ nói là mẹ 34 tuổi, cái cô kêu wow, oh my god. I cannot believe. Lâu lâu vô kỳ giá không rửa đi. Tôi bị kỳ cũng mạnh tay quá, trời da. Ôi kỳ có nhiều đất rửa. Ôi kỳ có nhiều đất rửa. Em kỳ nó kêu nhột quá anh chị. Họ mới qua cho em kỳ nó kêu nhột quá. Nhưng mà nhột tự nhí rồi nó quẩy ra đâu có kỳ đâu. Kiểu không nhột nữa. Đi vô mà vô đây. Nói về nó về mua cái sạc pin người ta mở vô.
nước sạch mà là có do gì? Chỗ đường này như mình chưa đi qua phải không? Đường đi qua đường Dâm Xe Rô đó. Bên như là Dâm Xe Rô 12, như là Dâm Xe Rô 4. Xin đi. Mình đi tới khu vực mua đi. Let's go.
đi tới nhanh rồi đấy chứ không nghỉ. Giờ không nghỉ đúng không? Giờ bắt đầu á. Đó, bữa trước mình đi á, đi Nhật á, chiều tới cái nghỉ đó. Cực nướng.
thì có nghỉ không? Về đây nghỉ à? Không biết nữa. Khỏi ăn thịt nướng hãy về, khỏi ăn thịt nướng thì không có rau đang ăn, nấu cơm hãy về. Đi bác mua.